Mệt quá cả nhà ơi, chưa có tới nửa đường nữa. Thì bây giờ ngồi nghỉ và uống nước xong rồi mới đi lên được nữa. Chứ nó không thì thật sự là không có sức để đi lên nha cả nhà. Gia đình mình đang tìm đường tới Montague de Buren. Ở đây có một cái cầu thang rất là dài, là hình như là 324 bậc thang đó cả nhà. Xanh gì? Bây giờ mình thử leo lên 324 bậc thang nha. Là con gái của Đông Việt. Là ở đây là xây dựng từ năm 1824 và cho đến khoảng hình như khoảng 20 mấy năm mới xây xong đó cả nhà. Dài kinh khủng luôn. Ta-da! Bắt đầu đây. Leo hết cái bậc thang này là mình có thể ăn thật là nhiều món ngon á nha cả nhà. Lại mọi người lâu quên. Qu'est-ce qu'on va me voir? Moi. Ma tête. Votre tête? Non. Không biết ông đó ông hỏi gì. Đi hết cái 300 mấy người sang này. Linh sẽ ăn thiệt rất là nhiều, tại vì mọi người xem clip Linh sẽ thấy Linh rất là ngại ăn. Và bây giờ thì sẽ ăn được. Ok anh, cảm ơn anh. Mình đừng có lấy phần lên. Te laat, je hebt niet genoeg doorgelopen. Oh, okay. Stop. Trời ơi, mệt quá cả nhà ơi, mệt lắm. Ngon nghỉ thôi cả nhà ơi, quá trời mệt rồi. Đi chưa có đến phân nửa thôi nha cả nhà. Vẫn còn một cái đoạn thiệt là dài nhưng mà mình phải nghĩ là mình uống nước thôi. Nếu mà không thì thật sự là đi không có nổi nữa. Cảm ơn. Đây là cảnh bên dưới. Và bây giờ mình đi tiếp tục lên trên nữa. Sắp đến cuối đoạn đường này rồi. Kinh dị quá. Nhưng mà được cái lên nhã đây đẹp. Sắp tới rồi cả nhà ơi. Trời ơi, vậy là mình đã chinh phục được cái chỗ này rồi. Mọi người thấy chưa? Đẹp không? Người nào cũng lên thở hì hòi luôn.
Ja. Ja. Naar het monument? Nee. Nou. Tot ver. Nog een hele kilometer trap op. Oh, visja. Maar daarna kun je visja dat gaat heel makkelijk. Daar kan ik ook een chỗ để leo lên nữa. Nhưng mà thôi. Leo lên hết nổi rồi cả nhà ơi. Đây 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 đây. Giờ thì tụi mình tìm đường để xuống. Kijk, al die mensen die daar vandaan komen, die lachen. Ông xã mình ăn dụ đi lên trên đó. Nhưng mà tụi mình không có đi nữa. Đuối rồi. Những con hẻm ở đây nó nhỏ nhỏ, không có phải quá lớn. Nhưng mà rất là đẹp. Ít ra là kiến trúc của nó cũng khác với lại nước Áo và nước Đức một tí. Đội quân cố nhà lên đây. Trời ơi, lại gặp cầu thang nữa. Ở đây kế bên người ta có một cái đoạn đường để cho xe kéo nó đi đấy cả nhà. À, những cái xe nào mà giống như là mình chuyên chở hàng hóa rồi đó thì mình đi bằng cái đường bên này. Và Linh nghe tiếng xe kéo phía sau. Họ dừng lại rồi. Tính quay trở lại quay cho mọi người coi thì họ đã dừng lại rồi. Ờ, cũng sâu ghê á các nhà hả? Mình nghĩ là nó ngắn thôi, ai ngờ nó cũng sâu quá. Mình sợ một hồi là mình trượt xuống dưới luôn nếu mình cứ cắm đầu vào cái điện thoại hoài. Nhưng mà cảnh đây đẹp quá à. Ở đây có cái dàn hoa tử đằng, nó đang ra hoa. À, nhưng mất đẹp rồi, lại đây có một cái túi rác. Merci. 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 Chỉ cách nhau có vài trăm km thôi mà ở cái con đường và cấu trúc địa lý nó khác nhau lắm cả nhà. Hiện giờ thì nó vẫn còn lạnh cho nên những cái cây này nè nó chưa có ra hết hoa. Đây là đỡ nhàm chán vì có những cái khu nhà nó khác nhau. Chỗ này chắc là cái chỗ cửa hàng vậy đó. À, nhà hàng có barbecue.
Auto! Phía dưới này là đường ray xe lửa. Để mình lên trên mình quay xuống thử coi được không nha cả nhà. Lại leo cầu thang. Thôi thì để có cảnh đẹp thì mình sẵn sàng leo hết cầu thang cho quay cảnh cho mọi người xem. Đẹp không? Không biết. Thấy đây chưa đẹp lắm. Cái địa hình ở đây á làm cho cái khung cảnh nó giống như là nó có nhiều sự thay đổi hơn là đồng bằng giống như là ở bên Hà Lan của mình. Đây là ngay chỗ có cầu thang 320 mấy bậc đó cả nhà. Và bây giờ mình đi vòng vòng mình kiếm chỗ để mình ăn. Và cái chỗ này thực sự là rất là rộng. Cho mọi người thấy rộng ơi là rộng luôn nè. Đây là xe này mình có thể thuê nha cả nhà. Đi đâu mọi người cũng sẽ thấy. Nhưng mà nhà Linh thì hay đi bộ hơn, làm biếng thuê lắm. Mà Linh cũng thích đi bộ, tại vì đi bộ thì đỡ mập, ăn cho nó đã. Ở đây là có quá trời chỗ để mà sống ảo luôn á. Trời ăn cho nhiều dữ giờ đi chứ ăn thì không nói không ăn. Nếu mà mình không làm YouTube á, nãy giờ là mình đã đứng lại mình chụp hình cả trăm tấm ở mấy chỗ này rồi. Nhưng mà mình làm YouTube thì mình để dành phim, để dành bộ nhớ. Con đói bụng hả? Một đứa thì đói bụng, một đứa thì không đói bụng, kỳ vậy. Ik heb honger naar iets wat niet brood heet. Tiếp tục khám phá cái thành phố này ở một góc khác. Chỗ này thì mình đi qua đường và hình như là gần phía đối diện á. Chỗ đi bộ đây. Chờ phía đối diện là dành cho không phải dành cho là cái trung tâm á cả nhà. Vào đây để nhìn xem trong này nó có quần áo hoặc là tiệm gì nó khác ở bên Hà Lan của mình hay không. Hiện tại thì giống như lúc trước mình thấy là bên đây nó vẫn là vào đường để sửa đường rất là nhiều. Cái khu ngoài này thì thật ra mọi người thấy là có rất là nhiều các cửa hàng đang đóng cửa. Thì biết là kinh tế bây giờ còn cầu nó tốt lắm các nhà. Cho nên đó là lạm phát nhiều. Cho nên rất là ít cửa hàng còn tồn tại. Mỗi cửa hàng ngày xưa nó mở 2-3 chi nhánh là một thành phố. Giờ nó cô động lại còn một cái shop rất là nhỏ thôi. Mình đi mua thì online thì mình đặt cửa cần nghĩa hay luôn. Mà bên đây cũng sạch như trước, bên này không như các nhà. Cái khu trung tâm này thì thấy nó nhỏ, nó không có rộng lớn lắm. Mình đi mình coi cho biết thôi, không phải là để giới thiệu cho mọi người coi cái trung tâm này. Và khi mọi người vào mua sắm thì giá. Natuurlijk. Ở đây nó hình như nó có ba bốn tầng đó. Cái cửa hàng
qua đó là cái chỗ Paris, ở đây là bán. Ủa họ bán cái gì rồi? Cũng rất là nổi tiếng và có bánh Hà Lan cũng hoa hồng ở đây họ bán cành như vậy. Phía sau cành hoa hồng ở đây còn có lá linh lăng và hoa linh lăng. Cái hoa này là năm cuối hôn nhân rất là đẹp. Hôn nhân đã hoa đã đẹp làm bó hoa linh cho mình. Giỏ sách ở đây thì rất là nhiều. Giỏ tiệm này là tiệm bán giỏ sách và Linh thấy họ để là 30% nhưng mà cũng chưa có giảm giá quá sâu. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Nếu mọi người thấy hay, hãy share, like, subscribe để Linh có nhiều động lực làm thêm nhiều clip mới cho mọi người nữa nhé. Linh chúc cả nhà một ngày thật là vui. Bye bye cả nhà.